Quỹ ban Nhân dân thị xã Sapa tổ chức họp bàn về thực trạng hoạt động thí điểm xe chở người bốn bánh có gắn động cơ điện và xăng trên địa bàn. Hiện thị xã Sapa có 8 đơn vị kinh doanh vận tải xe chở người bốn bánh gắn động cơ điện và xăng với tổng số 128 đầu xe. Thời gian qua, việc sử dụng phương tiện này mang lại nhiều tiện ích cho nhân dân và du khách. Tuy nhiên, việc chấp hành các quy định pháp luật của doanh nghiệp, lái xe còn bất cập, tình trạng xe đi sai luồng tuyến, đậu đỗ, trả khách không đúng quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông. Trong 7 tháng năm 2022, cảnh sát giao thông đã xử lý 50 trường hợp xe điện dừng đỗ không đúng quy định, xử phạt khoảng 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, một số hãng xe không tuân thủ việc lắp thiết bị giám sát hành trình, nhiều lái xe chở quá số người quy định tại cuộc họp đại diện các đơn vị kinh doanh xe điện đã nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của ủy ban nhân dân thị xã trong hoạt động vận tải đồng thời đề xuất mở rộng phạm vi hoạt động vận chuyển hành khách trên một số tuyến mới phục vụ nhu cầu của người dân du khách